Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn ở nút phần đăng ký kênh màu đỏ đây cho Lâm này. Rồi các bạn ở nút phần hình quả chuông ở bên tay phải màn hình. Sau đó nhấn vào ô tất cả để chờ đợi những cái thông báo mới nhất từ video của Lâm nhé. Hôm nay Lâm sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái trang web giúp các bạn có thể kiếm tiền ở đây hoàn toàn là miễn phí ở trên cái trang web này. Và hiện tại Lâm đang có 45 cái đồng USDT ở trên cái trang web này. Và hôm nay Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là rút 45 cái đồng USDT này về ví điện tử của các bạn. Và hiện tại giá trị của một cái đồng USDT như các bạn có thể thấy này, giá của nó là 1 đô nhá. 1 đô thì tương ứng với là 23.000 và hiện tại Lâm đang có là 45 đô nhân với 23 thì nó rơi vào tầm là gần 1 triệu tiền Việt Nam rồi. Và ở đây là Lâm kiếm hoàn toàn là miễn phí. Ở trên cái trang web này thì bạn nào cũng có thể tham gia được. Chỉ cần các bạn có một cái điện thoại thông minh này, có kết nối internet thôi là các bạn có thể kiếm được một cái nguồn thu nhập ở trên cái trang web này rồi. Không giới hạn các bạn nhá. Các bạn làm được bao nhiêu thì các bạn hưởng bằng đó. Các bạn có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập từ 3 đến 5 triệu. Bạn nào mà chăm chỉ chịu khó hơn thì các bạn có thể kiếm được 10 đến 15 triệu nhá. Hoàn toàn là miễn phí. Và đặc biệt ở trên cái trang web này thì nó rất là uy tín, bởi vì đây là cái trang web hàng đầu nên là cái sự uy tín của nó rất là cao, nên là các bạn có thể tham khảo và chơi luôn cho Lâm. Rồi bây giờ Lâm sẽ vào hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết cách đăng ký ở trên cái trang web này. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách kiếm tiền, rồi hướng dẫn các bạn là rút 45 cái đồng USDT này về ví. Còn 45 cái đồng USDT này về ví còn làm gì nữa là các bạn cũng biết rồi. Rồi bây giờ Lâm sẽ không nói nhiều nữa và hướng dẫn các bạn cách đăng ký luôn. Thì cái đường link đăng ký Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Khi mà các bạn ấn vào đường link thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Ở đây các bạn có thể đọc qua ở đây cho Lâm này. Đó, và min rút ở đây nó chỉ có 5S thôi là các bạn có thể rút được rồi. Và hiện tại Lâm có tận 45 đô cơ. Đó, tương đương với là 45 cái đồng USDT này. Mình sẽ ấn phần đăng ký miễn phí ở đây các bạn nhá. Các bạn ấn phần đăng ký miễn phí ở đây cho Lâm này. Ở cái phần đăng ký này thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhập cho Lâm này tên của các bạn vào đây, sau đó đến họ này, giả sử tên của mình là Lâm, ở bên dưới họ là Hoàng Đức Lâm chẳng hạn, đấy mình sẽ ghi ra, rồi đến cái phần Gmail này, các bạn chọn cho Lâm cái Gmail ở trong điện thoại của các bạn nhá, nên nhớ là Gmail trong điện thoại bởi vì tí nữa nó sẽ gửi một cái tin nhắn về Gmail để các bạn có thể confirm thành công tài khoản của các bạn. Rồi cái phần quốc gia này, các bạn chọn cho Lâm là quốc gia Việt Nam. Các bạn sẽ kéo lên trên quốc gia Việt Nam của mình thì ở bên trên này các bạn chọn vào đây là quốc gia Việt Nam. Còn bạn nào mà ở nước Lào thì các bạn có thể là chọn quốc gia đó nhá. Đấy, bạn nào sinh sống ở đâu thì các bạn chọn quốc gia đó cho Lâm. Rồi tiếp theo đó là cái phần mật khẩu này. Thì các bạn nhập cho Lâm cái mật khẩu mà nó như cái mật khẩu Gmail của bạn ấy. Nó bao gồm chữ cái, ký tự đặc biệt, làm sao mà nó bảo mật an toàn nhất cho các bạn là được. Rồi các bạn ở phần xác nhận tôi không phải là người máy ở đây nữa này. Thường thì bạn nào nó sẽ hiện lên những cái hình ảnh mà nó yêu cầu, giả sử như là xe buýt này, xe đạp này, hoặc là những cái kiểu như là ống khói, hoặc là những cái trạm rút tiền. Rồi các bạn chọn theo những cái hình ảnh đó, các bạn ấn phần xác nhận thì nó hiện lên một cái phần tích màu xanh ở đây. Rồi các bạn ấn phần đăng ký ở đây cho Lâm nhá. Rồi nó sẽ gửi một cái tin nhắn về Gmail để các bạn có thể confirm thành công cái Gmail đó là các bạn có thể đăng ký được rồi. Hiện tại thì Lâm đã có tài khoản rồi, Lâm sẽ ấn phần đăng ký ở đây này. Rồi bây giờ Lâm sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mà Lâm đã đăng ký thành công. Thì khi mà các bạn đăng nhập thành công ấy thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Hiện tại cái trang web này nó mới cập nhật lên, hiện tại giao diện của nó rất là đẹp này. Có mục kiếm tiền, hoàn tiền, giới thiệu, hướng dẫn này, quảng cáo đối tác nhá. Và rất là nhiều phần nữa. Thì ở trong cái trang web này Lâm sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách để các bạn có thể kiếm được tiền ở trong cái trang web này. Thì cái cách đầu tiên các bạn kéo xuống ở bên dưới này, hầu như là nó có hết ở cái phần bên dưới này, các bạn không cần phải ấn vào dấu ba gạch ở đây đâu. Đó, thường thường thì như ngày trước các bạn ấn phần dấu ba gạch này, nó sẽ có cái phần chiến dịch này để các bạn có thể kiếm tiền nhá. Nhưng mà bây giờ các bạn không cần phải ấn phần chiến dịch nữa, nó có ở cái phần trang chủ hết rồi các bạn. Nó có ở phần trang chủ này, phần đây. Các bạn chỉ cần kéo xuống bên dưới ở đây cho Lâm này. Ở đây các bạn chỉ cần tải cái ứng dụng đăng ký thành công cái tài khoản card này ở trên hệ điều hành Android là các bạn có thể nhận được là 1,75 đô. Thì 1 đô rơi vào tầm là 23.000 thì 1,75 đô rơi vào tầm là gần 40.000 các bạn nhé, gần 40.000. Tiếp theo đó là các bạn mở cái tài khoản mà OCB này. Đấy, các bạn có thể nhận được là 2,48 đô tương ứng lên gần 50.000 rồi. Đó, như vậy là các bạn mở vài cái tài khoản thôi là các bạn đã kiếm được gần 100.000 rồi. Ngoài ra còn rất là nhiều phần ở bên dưới này, các bạn có thể tham gia mua sắm để các bạn có thể nhận được hoàn tiền nhá. Đấy,
Ở đây còn có những cái ứng dụng khác này, mở tài khoản Techcombank. Bạn nào mà kiểu như là dùng thẻ Techcombank ấy, các bạn mà chưa mở tài khoản, các bạn ấn vào đây để các bạn có thể mở này. Hoặc là các bạn nào mà dùng MBBank, các bạn cũng có thể mở ở trong này. Các bạn có được nhận tiền luôn ở trong cái trang web này nhá. Đó, các bạn mở tài khoản, sau đó các bạn lại còn được nhận tiền ở trong cái trang web này. Có nghĩa là một công đôi việc đấy. Rồi như vậy, đây là những cái phần mà Lâm hướng dẫn cho các bạn là rất là nhiều phần này. Đó, SmartPay này, tải ứng dụng SmartPay cũng nhận được là 1,26 đô. Đấy, bên dưới này rất là nhiều, bên dưới này đa số là cái phần mua sắm để các bạn có thể hoàn tiền. Rồi ở ở trong cái trang web này có hai cái phần mà giúp các bạn có thể kiếm được nhiều nhất ở trong đây, đó là hai phần em sẽ kéo bên đây. Một cái phần đó là xem video ở đây này, các bạn có thể thấy này. Đó, xem video các bạn có thể kiếm tới là 0.005 đô. Đó, 0.005 đô nhá. Còn cái bên này là cái phần rút gọn link. Cái phần rút gọn link này là giúp các bạn kiếm tiền không giới hạn các bạn nhá. Các bạn có hiểu cái từ không giới hạn không? Kiếm tiền không giới hạn là các bạn kiếm bao nhiêu cũng được ở trong cái phần rút gọn link này. Một ngày các bạn có thể kiếm được 10, 20 đô, thậm chí bạn nào mà chăm chỉ chịu khó các bạn có thể kiếm được tận 25 đến 30 đô cơ. Đấy, có rất là nhiều bạn kiếm được ở cái phần rút gọn link này với một cái số tiền rất là lớn. Rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn ở cái phần mà xem video này. Ở cái bên xem video này thì các bạn tạo ra một cái nguồn thu nhập nó nhỏ thôi. Đấy, chỉ có 0.05 đô trên một cái video nhá. Mình sẽ ấn vào đây này để mình sẽ kiểm tra xem mỗi một lượt xem mình sẽ nhận được là bao nhiêu này. Đây, như các bạn có thể thấy này, ở đây một cái video các bạn xem là 45 giây. Đấy, ở đây các bạn phải xem hết 45 giây cho Lâm nhá. Sau đó số tiền mà các bạn nhận được là 0.002 đô. Đấy, số tiền của nó ít thôi, nhưng mà ở đây có 45 giây thôi là mình đã kiếm được 0.002 đô rồi. Các bạn chỉ cần ấn phần xem ở đây thôi. Sau khi xem nó sẽ chuyển sang một cái tab mới nhá. Đấy, Lâm thử ấn phần xem ở đây này. Như các bạn có thể để ý cho Lâm nhé. Đây, giả sử như trong vòng 45 giây khi mà các bạn ấn phần xem nó sẽ chuyển sang đây. Các bạn đếm cho Lâm đúng đủ 45 giây, các bạn mới x nó ra. Nếu mà bạn nào mà kiểu như không đủ 45 giây mà các bạn x ra thì các bạn sẽ không nhận được cái số đô mà nó thưởng cho các bạn đâu. Đấy, nên nhớ là Lâm khuyên các bạn là đếm đúng đủ 45 giây thì các bạn mới thoát ra cho Lâm. Giả sử như bây giờ Lâm mà thoát ra thì Lâm sẽ không nhận được cái số đô mà nó đã yêu cầu đây nhá. Đây, mình sẽ quay trở lại này. Đó, hiện tại còn 15 giây này, 14, 13 giây này. Đó, mình sẽ đợi hết cái số giây này. Sau đó mình sẽ nhận được cái số tiền tương ứng ở trên này. Đấy, ở đây là hoàn toàn là miễn phí và bạn nào cũng có thể tham gia được. Chỉ cần các bạn có một cái điện thoại thông minh thôi là các bạn có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập ở đây rồi. Đấy, các bạn có thể thấy này, tiền xem web đã được cộng rồi. Đấy, rất là nhanh luôn. Đấy, mình x luôn cái này ra này. Đó, rất là nhanh luôn. Rồi, cái phần thứ hai này, mình lại vào cái trang chủ tiếp này. Nếu mà bạn nào muốn xem nhiều ở cái phần mà xem web này ấy, thì các bạn lên KIC cho mình cái tài khoản nhá. Có nghĩa là các bạn có nghĩa vào KIC thành công cái tài khoản là các bạn có thể xem được rất là nhiều ở cái phần web này. Còn bạn nào mà không KIC thì các bạn chỉ xem được vài video thôi, nó giới hạn trong một ngày nhá. Còn ở cái phần bên rút gọn link này là đối với bạn nào mà chưa KIC hoặc là KIC thì các bạn vẫn có thể kiếm được rất nhiều ở trên bên cái phần rút gọn link này. Ở cái phần rút gọn link này hầu như là bạn nào cũng tạo ra một cái nguồn thu nhập là từ cái phần rút gọn link này từ 1,6 cho đến 5 đô trên một cái link của các bạn nhá. Đó, mình sẽ ấn phần rút gọn link này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách các bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền ở cái phần rút gọn link. Đây, như giả thử các bạn có thể thấy này. Trong phần tổng doanh thu của Lâm đã kiếm được 26 đô nhá. 26 đô này trong phần rút gọn link ở đây này. Và tổng số link của Lâm chỉ có 140 link thôi. 140 link mà Lâm đã kiếm được của nó là 26,7 đô là các bạn cũng biết rồi. Đó, một ngày Lâm rút gọn có một link thôi. Nếu mà bạn nào chăm chỉ chịu khó, các bạn một ngày các bạn rút gọn tầm 1.000 link đến 2.000 link thì cái số tiền của bạn nhân lên nó rất là nhiều rồi. Đó, và cách rút gọn link như thế nào Lâm sẽ hướng dẫn nhá. Các bạn ấn phần dấu ba gạch ở đây cho Lâm này. Đó, sau đó các bạn ấn phần rút gọn link ở đây cho Lâm nhá. Nó sẽ có một cái phần mục rút gọn link này. Sau đó các bạn sẽ sang tìm kiếm một cái link nào mà nó đang hot đi. Giả sử mình sẽ lên CH Play chẳng hạn này. Mình tìm một cái ứng dụng kiếm tiền, giả sử như cái ứng dụng CatGen đi. Đây, các bạn sẽ sao chép cho Lâm nhé. Đây, sao chép cho Lâm cái đường link này, chia sẻ lại ở phần sao chép ở đây cho Lâm này. Sau đó các bạn quay ra đây, các bạn dán cái đường link mà cái ứng dụng kiếm tiền CatGen ra đây nhá. Sau đó các bạn ấn phần rút gọn ở đây cho Lâm này.
Đó, nó sẽ hiện lên một cái đường link mà các bạn đã rút gọn ở đây. Rồi các bạn ấn phần copy ở đây cho Lâm thôi. Sau đó các bạn sẽ đi chia sẻ cho Lâm cái đường link này lên những cái nhóm kiếm tiền ở trên Zalo hoặc Facebook cho Lâm nhá. Đây, giả sử Lâm sẽ lên Facebook của Lâm chẳng hạn. Lâm sẽ chia sẻ lên đây này, tham gia những cái nhóm kiếm tiền ở phần tìm kiếm ở đây này. Có rất là nhiều những cái nhóm kiếm tiền ở đây. Giả sử như các bạn chọn vào một cái nhóm kiếm tiền online ở đây đi. Ở đây của nhóm này có tận là 28.000 thành viên này. Đó, mình chọn một nhóm khác đi. Nhóm này có 119.000 thành viên này, các bạn có thể thấy không? Và mỗi chỉ cần một người kích vào một cái đường link của các bạn thôi là nó đã tạo ra một cái nguồn thu nhập cho các bạn rồi. Đấy, nó tính bằng một cái đường link kích của các bạn nhá. Rồi giả sử như Lâm sẽ đăng một cái link lên đây, một cái status kèm theo cái link nhá. Kiếm tiền không giới hạn đi. Đấy, rất là đơn giản thôi, kiếm tiền không giới hạn này. Rồi sau đó mình sẽ dán link ra đây. Đấy, mình sẽ dán cái đường link ra đây. Rồi ấn vào phần cảm ơn này. Đó, mình ấn vào phần cảm ơn. Nếu mà bạn nào mà cẩn thận hơn, đó, cẩn thận hơn, các bạn sẽ thêm cho Lâm một vài cái hình ảnh mà các bạn rút tiền ở trong cái ứng dụng này ra nhá. Rút tiền về Momo này hoặc là rút tiền về ví PayPal là được rồi. Các bạn cho Lâm một hai cái hình ảnh ra đây là ok. Sau đó các bạn ấn vào phần đăng lên đây cho Lâm này. Đăng luôn trong cái nhóm kiếm tiền ở đây nhá. Đó, và người ta khi mà người ta vào nhóm kiếm tiền này, người ta chỉ cần vuốt lên vuốt xuống là người ta thấy kiểu như hình ảnh hấp dẫn quá, người ta kiểu gì người ta cũng kích vào cái đường link của các bạn. Và sau khi người ta kích vào cái đường link của các bạn là các bạn đã được tính một lượt kích rồi. Đây, giả sử Lâm kìm xuống này, kéo xuống này. Đây, các bạn có thể thấy cái đường link mà mình đã chia sẻ lên đây phải không? Sau đó người ta ấn vào đây thôi là người ta đã tính cho các bạn một cái đường link, một cái lượt kích rồi nhá. Rồi, đấy là cái chia sẻ của Lâm hướng dẫn cho các bạn. Ở đây là một cái nhóm thôi. Bạn nào mà tham gia tầm 10 đến 20 nhóm thì các bạn chia sẻ rất là nhiều ở đây. Và một ngày các bạn có thể rút gọn được rất là nhiều link ở đây, chứ không phải là một link đâu nhá. Một ngày các bạn có thể rút gọn bao nhiêu link cũng được. Ở đây là không giới hạn các bạn. Các bạn rút gọn link không giới hạn và các bạn có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập không giới hạn ở trên cái trang web này. Như các bạn có thể thấy này, cái tổng doanh thu của Lâm cũng như là cái số lượt mà rút gọn của Lâm này. Đấy, nó rất là ít thôi, chỉ có 140 lượt rút gọn thôi. Đây là cái phần mà Lâm cũng kiểu như là Lâm ít làm ở trong trang web này, nhưng mà Lâm đã có được 45 đô. Đây, Lâm sẽ quay sang đây này. Thì đấy, trên đây là cái phần mà Lâm chia sẻ cho các bạn, giúp các bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền ở cái phần rút gọn link này nhá. Rồi bây giờ Lâm sẽ ra và hướng dẫn các bạn là cách các bạn có thể rút tiền. Hôm nay thì Lâm đang có là 45 đô. Lâm sẽ ấn vào phần dấu ba gạch ở đây này. Sau đó Lâm sẽ ấn vào phần ví tiền của tôi ở đây nhá. Bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền nhá. Thì hiện tại số dư của Lâm đang có là 45 đô. Và ở đây thì nó sẽ có 3 cái cổng để các bạn có thể rút. Thứ nhất là các bạn có thể rút cái đồng Ola này về cái ví mà cái ví có tên là Joy ấy, để chứa cái đồng Ola này nhá. Thứ hai là các bạn có thể rút cái đồng USDT này như lúc đầu Lâm đã hướng dẫn này. Ngoài ra thì các bạn có thể rút cái đồng BUSD này. Và ngày hôm nay Lâm chỉ hướng dẫn các bạn là rút về cái ví USDT ở trong cái ví điện tử của bạn. Bạn nào mà dùng cái ví VLDC hoặc là Binance thì nó đều có chứa hết nhá. Giả sử như ví VLDC thì nó quá là thuận tiện, khi các bạn rút về sau đó các bạn có thể quy đổi và rút về thẻ ngân hàng. Hôm nay Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là rút về ví VLDC của bạn. Các bạn chọn cho Lâm là USDT ở đây, các bạn kéo xuống chọn ở đây là Binance Smart Chain bẹp 20 này. Đấy, nó là bẹp 20 các bạn nhá, lên nhớ này, nó sẽ có là TRC ERC bẹp 20 ở đây này. Đó, rồi các bạn dán cho Lâm cái địa chỉ ví USDT bẹp 20 của bạn đây đây. Giả sử như các bạn vào cái ví VLDC của các bạn đi. Đây, mình sẽ vào ví VLDC đây. Đó, ở đây thì các bạn ấn phần USDT ví VLDC của bạn ấy. Sau đó các bạn sẽ chọn cho Lâm cái địa chỉ ví bẹp 20 nhá. Bẹp 20 như các bạn có thể thấy này, bẹp 20 ở trong cái ví USDT của bạn. Sau đó các bạn ấn phần sao chép ở đây cho Lâm. Sao chép cái địa chỉ ví này nhá. Nên nhớ là bẹp 20 bởi vì nó chỉ có cổng bẹp 20 thôi. Rồi mình sẽ quay trở lại này. Mình sẽ quay trở lại trang web này. Rồi mình sẽ dán cái địa chỉ ví mà mình cần rút ra đây này. Đó, mình dán địa chỉ ra đây này. Sau đó mình sẽ rút cái tổng số tiền ở đây là 45 đô về nhá. Đó, 45,08 đô. Rồi sau đó phí của nó không có phí để các bạn có thể thấy là phí giao dịch là 0 USDT. Mình sẽ ấn phần rút tiền ở đây nhá. Sau đó Lâm sẽ ấn phần rút tiền ở đây này. Và tiền nó sẽ xử lý cho các bạn trong vòng là 48 giờ. Và số tiền rút là 50 đô này. Đó, mình ấn phần xác nhận ở đây này. Rồi, các bạn có thể thấy này, Ola City đã gửi một cái Gmail xác nhận đến cái địa chỉ Gmail của các bạn đang đăng ký thành công cái tài khoản ấy. Rồi bây giờ Lâm sẽ vào cái Gmail đó, sau đó Lâm sẽ xác nhận nha. Đây, các bạn có thể thấy này,
mình sẽ ấn vào cái Gmail này để mình có thể xác nhận này. Đây các bạn có thể thấy đây. Đó, 45 đô mình sẽ ấn vào phần confirm link ở đây để mình rút thành công cái số tiền này về nhá. Rồi như vậy là Lâm đã xác nhận rút tiền thành công và bây giờ Lâm sẽ chỉ chờ tiền nó về thôi. Và cái số tiền ở trong ví của Lâm đã bị trừ đây nhá. Bạn nào mà dùng ví VLDC thì quá là tuyệt vời. Khi mà các bạn rút tiền về, tiền nó về sau nhá, các bạn có thể rút về thẻ ngân hàng bất cứ lúc nào nhá. Và bây giờ Lâm sẽ cùng chờ tiền về. Và sau khi tiền nó về, Lâm sẽ đăng lên cái tab cộng đồng ở trên kênh của Lâm nhá. Thì trên đây là cái video Lâm hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn, giúp các bạn có thể kiếm tiền hoàn toàn là miễn phí và các bạn có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập thụ động từ 3 đến 5 triệu, thậm chí là 7 đến 8 triệu. Chỉ cần các bạn chăm chỉ chịu khó là các bạn có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập ở trên cái trang web này rồi. Rồi bây giờ Lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây. Bây giờ Lâm sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá. Thì bạn nào muốn tham gia event của Lâm, các bạn chỉ cần để lại cho mình này số like kèm theo số điện thoại, nhà mạng Viettel, Villa hoặc Momo cho Lâm. Thì video đợt trước của Lâm có 310 comment, rồi Lâm sẽ chọn ra này. Xem bạn nào may mắn nhất đây. Xin chúc mừng bạn Thích Nai này, số điện thoại là Momo. Thì sau khi video này Lâm sẽ gửi một phần quà qua Momo cho bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn cảm thấy video của Lâm hay, nhớ like cũng là đăng ký kênh giúp Lâm nhá. Xin chào tất cả các bạn.